Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Thanh Bình là cái tên nằm trong lứa cầu thủ tài năng của U21 Viettel. Dù không nhận được nhiều sự chú ý như các đồng đội chơi ở tuyến trên, nhưng trung vệ Nguyễn Thanh Bình thật sự là một công thần trong thành tích vô địch giải U21 quốc gia của Viettel. Nguyễn Thanh Bình sở hữu thể hình lý tưởng đối với một cầu thủ Việt Nam. Trung vệ sinh năm 2000, cao 1m80, nặng 78kg và là một hòn đá tảng trước khung thành của U21 Viettel. Với thân hình cao lớn của mình, trung vệ 20 tuổi dễ dàng chiếm lợi thế trong các pha tranh chấp 1-1 với đối thủ hoặc phòng ngự bóng bổng. Bên cạnh đó, cầu thủ gốc Thái Bình còn là phương án tấn công hữu hiệu mỗi khi đội nhà được hưởng các tình huống cố định. Với chiều cao tốt, khả năng chọn vị trí và đánh đầu hiệu quả, Thanh Bình luôn sẵn sàng gây sóng gió trước khung thành đối phương. Thanh Bình rõ ràng các bạn cũng biết rồi, Thanh Bình có chiều cao, tôi biết là các bạn biết là ý tưởng và phán đoán của Thanh Bình bây giờ là thật sự là rất tốt. Sau một mùa giải Thanh Bình đi đá ở các giải nhất ổn định thì anh tiến bộ rất là nhiều. Với khả năng đọc tình huống nhạy cảm, không ít lần trung vệ này hóa giải được những pha bóng thật sự nguy hiểm của đối phương. Đặc biệt Nguyễn Thanh Bình còn thường xuyên có những pha soạt bóng cực kỳ chính xác. Với một cầu thủ tiềm năng như Nguyễn Thanh Bình, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn không thể bỏ qua. Cầu thủ sinh năm 2000 được kỳ vọng sẽ khiến cho huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể yên tâm hơn về hàng phòng ngự của U22 Việt Nam trong các giải đấu quan trọng ở năm 2021. Em cứ lên đấy, trước mắt là hai trận thi đấu của đội tuyển quốc gia thì em sẽ cố gắng thể hiện thật là tốt để ghi điểm cho mắt thầy Bác trước đã, còn SEA Games thì em chưa tính tới ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.